Trời ơi, đúng bự luôn á. Đèo Ren trong truyền thuyết. Quá to. Thơ gì? Cũng thích đi đèo Ren á, thì cái đèo Ren nó ôm cua rất là đã. Ok, thì hiện tại là gia đình mình đã chuẩn bị xong hết đồ đạc, tất cả mọi thứ, sửa tắm, máy giặt, lột, máy sấy tóc. Mọi người coi. Rồi, từ từ. Và đang ở bên chung cư, ba mẹ đã đi xuống dưới rồi. Đó, mọi thứ sẵn sàng rồi, hiện tại chỉ có đợi chị hai với cháu thôi. Thì do chị hai nó đi làm về khá trễ nên là phải đợi chị hai một chút. Chuyển máy cho Bola nha. Mình đã chuẩn bị cho hai bé, bé Bim nè, con trai của mình, và bé Bu, con gái của mình. Không rồi, bé Bu, where are you Bu? Bu, không thấy Bu tại vì anh sáng ngay quá. Rồi bên đây là Orson nè. Orson có một cái ghế ngồi ô tô từ newborn cho tới 13kg. Và Ocean có một cái đồ chơi ở trên cái ghế ô tô của mình. Và Ocean nãy giờ rất rất là mê luôn. Nói chung là mê tới nỗi mà mẹ đút bình sữa vô cọc luôn á mọi người. Chơi nhưng mà rất là nhăn nhó nha. Kiểu như là rất là tập trung. Kiểu tìm hiểu coi là cái này chơi sao, cái kia chơi như thế nào. Còn đây á, thì Bola có trang bị một cái. Hồi chiều Khoa, hồi chiều em cho anh coi Khoa này nè, cái xay xay vậy nè. Đó là khi mà rạng sáng hoặc là ban ngày á, mà Ocean ngồi ở trong đây á, là Bola sẽ xay như thế này cho Ocean. Đó. Let's go. Đèo Ren mới mấy bạn. Trời ơi, đúng bự luôn á. Đèo Ren trong truyền thuyết. Quá to, quá đẹp. Nói chung là mình rất là thích đi đèo Ren các bạn, đi mô tô hay đi xe hơi gì cũng thích đi đèo Ren á, thì cái đèo Ren nó ôm cua rất là đã, nhưng mà từ lúc nó mở to thì còn đã hơn các bạn. Trời, nãy vô bất ngờ luôn ha. Nãy giờ không biết đi lạng nào luôn. Nào, mình lẩm nhẩm gì tới nổi đó. Trời, có cái này giữa này. Thế là bữa giờ toàn coi hình không à, giờ mới lần đầu tiên dạ trực tiếp các bạn. Trời ơi, đã. Bốn rưỡi tới rồi. Vậy quá, nhóc này coi, nhóc này vậy quá mọi người. Nhóc mày nó này con gái. Gái hả? À, này con trai, Bim là con trai, Bu là con gái. Hiện tại đang là 11 giờ trưa các bạn. Và tụi mình sẽ di chuyển đi ăn cơm gia đình. Và đang đợi Cường với Thấm qua đây đi chung. Vali lên cho Bim Bim bự hơn để Bim Bim có thể ngồi được rộng rãi thoải mái. Tại vì cái cũ á là Bola xài được 4 năm mấy rồi mà ngồi, nên là Bola thích lên. Này Sapphire Hotel nha anh em. Này là một cái khách sạn tại Đà Lạt và một cái điểm dừng chân lý tưởng. Mọi người có thể ghé qua và search ở trên mạng là Sapphire Hotel. Sapphire là chắc cái viên đá hả ta? Rất là đẹp nha, cổ kính. Hiện tại là tụi mình đang có mặt tại Cơm Niêu Như Ngọc. Theo giới thiệu của
bạn Huy thì đây là một cái tiệm cơm niêu rất là nổi tiếng các bạn. Vô ăn thôi. Thì bây giờ tụi mình đã đón tiếp thêm hai nhân vật mới các bạn. Này người Sài Gòn ha. Thì bây giờ đang là tháng 3, nhưng mà mình thấy cái thời tiết ở đây nó không có lạnh đâu bạn. Có nghĩa là nóng hồi sáng tới lúc 4:50, nhưng mà trên app thì ghi 16 độ, nhưng mà thật sự là nóng luôn bạn. Thì đang đứng là rất là mong là chiều tối nay trời nó sẽ lạnh để cho mọi người cùng thì đa phần mọi người lên đây là để hưởng cái lạnh Đà Lạt của bạn. Và bây giờ cả team đang đợi món ăn. Đó, bên trái chúng tôi là Cường Thấm, bên phải là Mít, phải thêm cái nữa là Huy. Một lát nữa thì tụi tôi sẽ di chuyển vào làng Tinh Mơ. Thì làng Tinh Mơ cách đây 17 km, nên là tối mình sẽ ăn BBQ với lại mình ăn lẩu gà lé ở trong đó. Và khi tụi mình ăn uống xong hết rồi, nếu mà mọi người thích giống như em, mọi người muốn ra chợ Đà Lạt thì mình vẫn có thể đi ra chợ Đà Lạt mình chơi. Rồi 17 cây chạy vẫn được. Thấy cái khu đó lên sợ đẹp ghê thôi. Đúng rồi, mà cái đó lốc là của mình luôn á. Ý là cảm giác không biết ra ngoài làm gì luôn. Ý là không có đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Xuống luôn. Nhưng mà sạch hay là dơ thì mình chưa biết. Pha có đem em uống gì? Hai coca luôn. Tao có đem cái ly ca đồ luôn á. Anh có đem mấy cái máy quay á. Lấy tao đưa cho tao hai cầm một cái luôn. Xong muốn quay làm gì quay, xong rồi lấy thấy nhớ rồi. Ok ok. Ba là bà uống gì vậy bà? Mấy bạn thấy tụi tốt không? Hôm qua gặp anh Trung anh nói chiều nay phải gì làm, anh dẫn đi suối. Mà chỗ này có suối thì dẫn chi. Cái chỗ này là lấy cái chỗ này là để là mình sống ở trong cái khu đó thôi. Có thể kênh chung qua tối qua ngồi chơi ăn BBQ chung cũng được luôn. Bạn nhắn thử. Nếu mà qua đi em phải thêm thì hỏi thử. Ý là có qua không thì Cường thử giờ, Cường nhắn tin cho anh Trung coi kêu là anh có muốn tối ghé qua Lạc Tinh Mơ chơi tụi em không? Để úp một năm. Nhưng mà mình không cần nói anh vậy. Dạ. Anh đúng rồi, anh chỉ cần nói qua thôi thì là anh em mình úp luôn. Thấy tôi tốt không các bạn? Dạ, máy quay thôi. Tắt máy quay là anh đi uống liền. Có xài dưỡng môi không mấy xu? Nên xài dưỡng môi. Thì dưỡng môi nó sẽ rất là tốt, với lại đang ở thời tiết lạnh, cái môi mình nó sẽ không bị nứt. Giống như khẩu phụ có xài dưỡng môi Vaseline. Rồi như vậy à, vậy ra thấy cái mặt của người xài dưỡng môi, không xài dưỡng môi nó khác luôn rồi. Nó không giống nhau nữa rồi. Nếu mà mấy bạn cứ coi kỹ cái đoạn này nha. Dưỡng môi Vaseline 60.000, gắn link Shopee của Bula. Ok các bạn, giờ đồ ăn đã ra rồi. Là chúng ta có mấy món đồ ăn thì cũng như bao cái quán khác thôi. Nên là bây giờ tụi mình sẽ tập trung ăn. Các bạn coi dĩa rau muống. Ok, cho em thêm trứng, một thố cơm nha. Tôm, rau, canh và bé xu. Bây giờ cả gia đình sẽ tiến vào làng Tinh Mơ và sẽ đóng đô tại làng Tinh Mơ đêm nay và đêm mai. Là bây giờ cái Google Maps nó bị cái gì rồi, nó không có nó bắt chỉnh mình đoán á, anh chưa biết chỉnh sao nên là anh cho Huy dẫn đường. Đà Lạt rất là nắng luôn, không khác gì Sài Gòn á, không chắc khác á, đỡ hơn chút, mát hơn chút thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Nắng gắt này, nắng này dễ đen lắm. Ngày xưa là ai mà đi Đà Lạt mà tưởng là lạnh là không đen là sai lầm. Đen thui luôn, nắng trên núi luôn. Cái đường vô làng Tinh Mơ sẽ có cái đoạn nó rất là off-road các bạn. Suối, đá, cái kiểu.
chung là ai mà đi gọi là ở trong đây thì tốt nhất là không có nên đi xe gầm thấp. Đó, kiểu như là Jeep thì cái chiếc hay nãy giờ nhìn thấy chiếc Carnival đi cũng ok vậy, có thuê Carnival đi cũng được. Cần chỗ thuê nói mình chỉ luôn. Ăn 100,000 xe. Còn cái này xe Jeep mà vô tư. À nó ghi là làng Android. Android chắc dịch như là tinh mơ. Sao vậy? Đẹp bộ. Nhìn nó kiểu thơ, hay là một cái kiểu trải nghiệm mới. Ở trong này có con người đó bạn. Nó chứ có cái anh hướng dẫn mở cửa cho, với lại người ta sẽ có chuẩn bị sẵn đồ ăn cho chúng ta vào buổi tối. Tối nay là thực đơn sẽ là đồ nướng và lẩu gà lá é. Ok ha, nhìn chill vãi. Mày xuống hơi đúng. Suối đúng không á? Nước này đâu có sâu đâu. Cũng giống. Ok phết. May là kiểu có mít nó đề xuất ở đây các bạn, chứ không tụi tôi thì cứ gold valley ở đâu đem hết đồ xuống đây anh em ơi. Đây đẹp thấm thấm đây thấy sao chịu không? Đây luôn em, nghỉ thêm ngày đi cho không? Sao mấy cái shop nó khó gì vậy? Hàng Việt người shop người ta thế giới. Làng Anchorage là nguyên một cái khu vực này. Làng Tinh Mơ là cái nhánh này. Hiểu. Nó giữ nguyên cái khu luôn là làng. Ok, tôi đã hiểu. Dầu ngày đẹp trời. Ủa, là mấy căn này của mình hả em? Dạ đúng rồi. Đây bạn, đây là... Ủa, một căn. Này một căn đúng không? Dạ. Còn căn... À, chắc căn, căn đi kê rồi. Ok. Ok, room tour. Trời quá, thơ dữ trời. Ba mệt rồi. Sao má ba không lấy cái phòng đi? Ở đâu? Đẹp quá. Hiện tại thì con La đã chuẩn bị xong cái nồi di động của ô chè. Này mua nhiêu tiền nhìn xịn nha La. Thì xuống máy xài quẹo chứ. Chịu mấy hả? Chịu mấy mà xài tiện ha. Nhà xài xong rồi đem đi du lịch thoải mái luôn. Anh em hoặc anh em xách cái này lên hả? Rồi mới lấy được. À để vô góc đó hả? Vậy em cho nó vô đó trước. Không, anh hiểu rồi, anh biết rồi. Đây, lấy ghế này trước. Cho ra ngoài luôn. Đây. Mình để con rồi. Xô xô đẩy đẩy phụ. Thì hàng năm là
mình và gia đình sẽ có một cái gọi là family trip mấy bạn. Nhưng mà năm 2023 thì gia đình không có đi đâu hết, nên là mình quyết định là năm nay sẽ dẫn ba mẹ. Và năm nay đặc biệt thì có thêm Ocean nữa. Và cái chuyến đi này thì mình có rủ thêm Cường, Thấm với lại Huy Mít. Huy Mít sẽ hỗ trợ cái việc sản xuất hình ảnh mấy bạn. Và khác với những lần trước tụi mình toàn ở trong thành phố thôi, thì đợt này ở trong cái làng Tinh Mơ này thì cảm giác nó sẽ chill hơn. Nhưng mà mình feel là tối nay muỗi sẽ rất là nhiều, nên là trước đó mình cũng có chuẩn bị kỹ những cái thoa kem chống muỗi các bạn. Mình mua tới 2 tuyếp, và một là cho bản thân và là cái căn gia đình ở, một cái thì để cho mấy anh em xài đó, bà nội với cháu. Nãy má tắm rồi đúng không? Tắm rồi. Ở đây đã ha, ở đây nó má thích không? Thích chứ. Ở đây nó kiểu nó thơ mà, nó có suối á. Ừ, nó suối. Thích không con? Nhớ nhớ. Hả? Hồ thích không? Ừ. Con mới cho nó uống xong hả má? Ừ. Uống ẩm nó lên nó ở ở. Mít. Mít. Cây mít đó hả? Đó. À. À. À vậy là trái sầu riêng. À không, trái mít nó mọc. Trái mít nó mọc ở dưới luôn các bạn. Ừ. Con tưởng là nó sẽ mọc lúc nào ở trên đây. Đâu, đâu cũng có hết. Nói chung là vậy. Mít. Nhờ nó rụng mới ăn được phải không á? Không. Cảm thấy thời gian nó cái mắt nó nở ra hết đi. Cái mình khỏ nó nghe bụt bụt là nó chín. À. Nó còn non. Non thì mắt nó khít lại. Thì ra là vậy. Cũng vậy. Cũng vậy. Dẫn mấy anh, dẫn mọi người đi vòng nha. Thì ở đây người ta có bố trí một cái bàn ăn thôi, kiểu như ngồi chiêu nhìn. Nhưng mà nay cái nước nó rất là đục. Rồi đi qua bên này thì sẽ có tiếp một cái khuôn viên. Ở bên kia thì có thêm mấy căn nhà nữa, chắc là có khách rồi. Cũng có thể là không, tại vì không có thấy xe thôi. Ở đó có một cái cô đang đang quét. Hồi nãy mày kể là ở đây có một con chó, và con chó đó nó ăn mấy con gà con các bạn. Và nãy giờ mình thì chưa gặp cái con chó này, nên là mình cũng không biết trông nó ra sao. Nên là hiện tại mình hơi lo, nên là mình để cho bé Bim, bé Bu trong phòng thôi, chưa có dám cho ra ngoài. Tại vì mình rất là sợ những con chó khác nó cắn con chó của mình vậy. Tại vì chó mình nó hiền khô. Thì hiện tại là vợ chồng mình, ba mẹ, chị hai và cháu Su thì ở căn này. Ở căn này thì Huy Mít với lại Cường Thắm ở. Thì bây giờ mình hồi nãy thì mới tới, chưa quay kỹ mọi người coi ha. Thì căn này nó cũng có một cái chỗ để mà mọi người ngồi nói chuyện ăn uống với nhau. Bên trái thì có một cái đồ nướng. Thì bây giờ đây bên cửa này, cái cửa bên hông các bạn, thì cái không gian rất là ok. Đó, anh em mở sẵn nhạc. Mình cũng không biết cái dòng nhạc là dòng gì. Thì đây sẽ có một cái phòng khách để mọi người ngồi nói chuyện chơi với nhau. Trên đây thì có một cái máy chiếu mấy bạn. Thì sẽ có một cái đồ bấm ha. Cái đồ bấm này sẽ bấm cái màn máy chiếu này sẽ đi xuống. Rồi mình có thể coi phim, coi YouTube ở đây. Rồi ở đây có một cái quầy bar, bếp. Nói chung là cái chỗ này thì mọi thứ tiện nghi các bạn. Muỗng, đũa, nĩa đầy đủ, gia vị, lò vi sóng, rồi bếp tự. Họ chuẩn bị sẵn hết nước suối, cái thứ không thiếu gì các bạn. Rồi đó, tủ lạnh. Tủ lạnh thì ở đây cũng rất là chu đáo nha anh em. Để sẵn đá này nọ đầy đủ hết.
để sẵn bình đun sôi. Trong đây thì có bia, có nước ngọt. Mình nghĩ là mấy này chắc sử dụng là tính tiền, có sẵn trứng luôn. Rồi tiếp tục là có một cái bàn nữa. Ở trên đây thì là trên đây thì sẽ có phòng của Cường Thấm mấy bạn. Nãy đụng đầu ở đây lần rồi. Đó, trong này chắc tụi nó ngủ rồi. Rồi nãy trong phòng này nó có cái bồn tắm rồi. Cường biết ở đây nhưng mà chắc đi kiếm set quay rồi. Thì thực đơn tối nay, hồi nãy không biết có nói chưa, thì tụi mình sẽ ăn BBQ và lẩu gà lá é. Thì một người ở đây một phần ăn BBQ là 300 ngàn các bạn. Còn nhưng mà mình đi là 9 người, tính luôn em bé là 10 người các bạn. Nhưng mà em bé thì chỉ có uống sữa thôi. Nhưng mà mình mua 10 người các bạn, tính luôn em bé là 11 người nha. Em bé luôn là 11 người nhưng mà mình chỉ mua 6 hay là 7 phần ăn BBQ thôi. Tại vì cái BBQ mình nghĩ nó sẽ nhiều lắm. Và mình mua cỡ 500 ngàn lẩu gà lá é. Thì một lát khoảng mình nghĩ chắc khoảng 6 giờ hoặc là 7 giờ tối là họ sẽ mang đồ ăn vào đây. Và lúc đó mình sẽ quay cho mọi người xem là với một phần ăn 300 ngàn thì nó có nhiều không, hay là nó đủ ăn. Thì bản thân mình thì mình chỉ muốn đồ ăn nó vừa đủ các bạn, kiểu như ăn đủ no thôi. Mình không có thích nó bị thiếu chút xíu cũng không sao, nhưng mà thiếu nhiều quá thì đương nhiên là không vui rồi. Nhưng mà sợ nhất là đồ ăn bị dư các bạn. Đồ ăn dư thì rất là uổng phí. Đó là lý do tại sao tôi kêu 6 phần BBQ thôi, chứ hả 10 phần BBQ là dư chắc. Thì ở đây mình thấy người ta trồng rất là nhiều cái loại cây cối. Hồi nãy là có cây mít, bây giờ thì có cây chanh dây. Cái này là do má biết á, chứ con nhìn con cũng không biết nó là trái gì nữa. Lần đầu tiên mới biết. Đúng rồi, trái chanh dây. Nó nhìn nó cũng giống trái kiwi á má. Thì mình thấy cái khu này á, cái mùa này là mùa khô các bạn, nên là mình thấy ok. Mình không biết cái chỗ này khi mà vào cái mùa mưa nó sẽ trông như thế nào. Thì bản thân mình thì con nghĩ là chỗ này đi cái mùa này là đẹp. Đây, em bé là rất là thích. Bà nội ẵm nha. Bà nội ẵm là ngủ liền đó nha. Ôi ẵm lần nào ngủ lần đó. Êm quá. Ok mấy bạn, thì tụi mình có đem, không phải tụi mình, có mình tôi đem à. Là bánh tráng và rất nhiều loại bánh tráng mấy bạn. Và mấy bạn biết rồi cái gì, tôi thờ bơ luôn các bạn. Ở đây có hành phi các bạn, có tóp mỡ, sao nó cứ chĩa tùm lum tà lá vậy, chĩa xuống thôi đó. Tóp mỡ, bánh tráng, rất nhiều loại bánh tráng, ớt sa tế. Và bây giờ tôi có một cái thử thách là uống hết chai rượu mơ này cùng tất cả những người bạn có mặt ở đây. Thì bây giờ là chưa có vô buổi tối các bạn, nhưng mà tôi cũng muốn uống một miếng thử coi nó làm sao nha. Ok các bạn, thì theo giới thiệu của Nguyễn Cường thì đây là chai rượu mơ cực mạnh, đã có nước đá và rượu mơ rồi. Cho một chút vô coi. Đúng rồi, cái thì theo mình thấy là cái mùi rượu mơ này nó đặc hơn những cái rượu mơ mà trước đó mình uống các bạn. Có thể là những cái chỗ kia là rượu mơ họ làm nó nhẹ hơn, còn cái rượu mơ trên này nó rất là nồng nha. Giờ mình sẽ lắc miếng coi. Coi sao. Ok. Nói chung là đúng như cái mùi của nó, thì cái chai rượu mơ này nó có cái vị đậm hơn. Kiểu như là nó giống như là gọi là nó giống như nước cốt vậy á. Để biết xỉn hay không thì chắc phải đợi một chút.
nên là cứ uống hết cái này đã. Rồi có xỉn hay không mình sẽ nói với mấy bạn nghe. Ok mấy bạn, thì hiện tại Huy nó đã tìm được một cái ly. Và cái ly này mới thật sự là dành cho những người uống rượu bạn. Cường nó đưa cái ly như uống Milo vậy. Bây giờ sẽ để cái ly này uống Milo. Khoa sẽ rót cái rượu ra đây. Tại vì thì ra mình là một cái người kiểu dạng hơn thua bạn. Uống rượu là phải kiểu như là 100% đồ đó. Thì bây giờ mình sẽ là người đầu tiên thử một miếng rồi, thì bây giờ thử hết cái ly được. Chung là ngon. Nhưng mà thằng Huy nó cũng là cái kiểu uống luôn nè, đúng không? Sợ này không đủ quá à. Nhờ luôn đi. Đủ có hay đặc không? Đúng không? Nó đặc hơn là cái kiểu đó, nhưng mà cảm giác nó đặc lắm. Đúng rồi, nó kiểu nó đặc hơn thôi. Cũng uống rồi cũng ngon á. Bây giờ mình sẽ ăn bánh trái các bạn. Mà không ăn bánh trái này không quay à. Công bạn thèm chịu không nổi. Bánh trái trái cây ăn cho thanh lòng. Này chắc bánh trái thanh lòng rồi. Con này ăn được con. Cay dữ rồi. Nè, bố La kêu là bánh chén này ngủ sắc. Thế là mấy cái màu này là từ cái củ giờ này nọ đồ. Nói chung là một dạng mà ăn vặt nhưng mà tốt cho sức khỏe. Thấy hơi dư tinh bột. Không, thì cái gì nó cũng có chương trình đó hết rồi. Ok. Thấy thì chắc hơi giống tôi rồi. Hơi bị kiệt mấy cái bơ đồ béo béo đồ. Đúng không? Rồi. Mà sao bạn không mập ta? Thôi. Sao nó? À, nhớ rồi. Ủa vậy sao? Chết. Gì vậy? Ủa là giờ Huy vẫn đi tập này nọ đều đúng không? Đi uống nhá thì vậy đó, vậy mới hỏi là bữa giờ sao giữ được form. Tôi dễ mập ra nhanh lắm mà. Tôi 4 giờ chiều mỗi ngày lần này sẽ chạy đi mua bịch tính tráng trộn mới biết không? Là tôi chạy hàng ngày luôn á, là ngày nào cũng chạy máy, tôi cũng đi tập. Tôi chỉ có hơi dù xíu thôi đó à. Nếu mà là anh Ngọc chỉ cần kêu là hôm đó có đơn là tôi mập mẻ rồi đó. Là sao đâu? Nếu mà tôi không tập á, thì bây giờ nó mập nhiều. Còn nếu mà tôi tập đều luôn nha, cứ tuần 4 buổi, tuần 4 buổi là mình sẽ giữ được hoài không? Luôn, nó vậy hoài luôn. Nhưng ăn bao nhiêu cũng không mập. Nhưng mà ra cái kiểu đẹp là không ra. Đúng rồi. Đẹp là phải ăn siết rồi nữa. Ra kiểu mà như trai rồi đi đẹp trai đủ uống một phần là không ra. Mình chỉ đi tập là làm cho giúp cho mình ăn thoải mái thôi. Đúng rồi. Không kỳ vậy thôi. Mà đợt đó tôi không được 4 muối. Mà chỉ có 2 muối dưới là không được thôi. Có đúng 1 muối luôn. Chưa bao giờ 2 muối luôn. 2 muối trên. Mà đợt đi chụp ít quang rồi. Không có muối rồi cho mọi người á. Dở đó. Tôi chưa cố gắng tới mà. Tôi cảm thấy là cái người tôi hơi chụp ít quang là xương. Cái người tôi hơi tiếp xíu rồi tôi ăn thoải mái rồi liền rồi. Là tôi quyết định là bù lại liền. Cái rổ quang trong dữ dằn lắm. Quang mà nhà sợ luôn á. Nhà ba mẹ hết của. Dạ bạn giống tôi rồi. Cái kiểu bị cái miệng muốn ăn hoài luôn á. Là muốn quốc đồ ăn hoài luôn á. Đó, ai kiểu ăn liên tục được luôn á. Ăn hoài ngoài ăn cơm cực kỳ nhiều. Thích ăn cơm đúng nhiều, thích ăn. Đúng không? Bạn vậy đúng không? Đúng rồi. À. Thế ăn ngon quá, mẹ mình ăn có xíu cơm. Mày tắm vô rồi này. Rồi. Đẩy đi trước đi. Hãy hợp tác cùng chúng tôi. Nhiều khi đẩy ra tới đây là được rồi đó. Đẩy ra tới kia mệt lắm. Nói cũng hợp lý. Ủa mà ở đây thoáng mà. Ở đây nướng mới thoáng chứ. Ở đó thấy nó bị đập ở trực trực á. Không rồi, dời cái này về đó đi. Không, mình ngồi đây luôn. Không phải, ý là cái chỗ đó một lát đứng 5-6 người là trực lắm luôn á. Ở đây là hợp, đúng rồi. Cái dù này thu gọn. Cái bàn nó lấy mình, cái bàn nó lấy mình ăn ngoài đây cũng được nè. Xong mình lấy cái điện đó mình câu lại cái này. Ok. Cái này muốn ngồi đâu ăn? Ta thấy khúc này là đẹp nhất. Vẫn nên ngồi ở đây ăn. Nhưng mà đủ điện để ngồi đây ăn không? Kia nó tối không? Anh Khoa có thêm đèn. Đúng rồi, có đèn luôn. Có đèn nhiều lắm. Đủ đúng không? Đủ, người đã tính cho mình hết rồi.
ổ điện rồi nằm ngay đây luôn mà. Giờ bây giờ chỉ cần kéo từ trên kia xuống. Tại vì ấy nữa là nó thêm một sáng nữa. Có điện thoại, có flash nữa. Em nghĩ là nửa thì từ từ. Ok. Cái này từ từ ra. Từ từ đi em. Chứ giờ chưa lạnh nữa. Tại sợ lên lâu thôi, không có gì đâu. Sợ lên lâu thôi. Vậy là mình vẫn chốt là ngồi ngoài kia ăn đúng không? Ngồi ở đây ăn. Ngồi đây ăn luôn. Đem bạn thôi, đem bạn xuống đây thôi. Ok, đi. Rồi. Vậy giờ về, kéo này về đó đi, lên. Tôi lên. Tôi lên phụ anh em tôi quay. Nhưng mà vẫn dư tay phải nó xách ghế được. Ủa mấy anh trai, giờ ví dụ lấy một cái vỉ chẳng đây thì nó không rớt luôn hả? Được không? Thì nó có hạn chế gì đâu, ý là than nó đâu có rớt xuống được nữa. Không được hiểu ý không ơi? Nó cũng lủng mấy cái lỗ trong đây nè. Ok. Rồi. Được, ok. Nè, với lại đâu cần đem hết đâu, có đem mấy cái ghế kiểu này nè. Ui dạ. Tắt. Có đây luôn rồi, đủ luôn rồi đó, đừng lấy ghế. Này là đốt lửa chạy. Ủa là có nướng hai cái ga này hả? Nướng. Lửa. Nướng. Dạ, lẩu gà le. Quá dữ. Nãy giờ quên hả? Quên quay cái khúc 300 ngàn phần ăn rồi. Nói chung ok các bạn, là lẩu gà đấy ngon nha. Chưa bao giờ thất vọng cái món này. Rồi tôm ướp rồi thịt này nọ ok. Nói chung là nhiều mà không nhiều. Vừa đủ ăn, không bị dư. Tuyệt vời.